Cùng với nhiều địa phương trong cả nước, Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh đang quyết liệt triển khai các giải pháp nhằm khắc phục hạn chế, khuyết điểm theo tinh thần nghị quyết Trung ương 4, trong đó giải quyết có hiệu quả các vụ việc tồn đọng trong nhiều năm qua gây bức xúc trong nhân dân là một trong những công việc trọng tâm. Sau đợt tự phê bình và phê bình vừa qua thì Ban Thường vụ Thành ủy đã phân công lãnh đạo trực tiếp dân và giải quyết dứt điểm mặt hạn chế này, bước đầu đã đem lại kết quả tích cực được dư luận đồng tình và ghi nhận. Sau đây là ghi nhận của các phóng viên thời sự. Hơn 20 năm nay, khu đất này bị bỏ hoang. Nguyên nhân là do bức tường quảng bá thương hiệu của một doanh nghiệp và một cửa hàng lấn chiếm lòng lề đường, chắn mất lối ra. Ông Lực, chủ nhân của mảnh đất này, nhiều năm nay đã đi gõ cửa nhiều cơ quan chức năng để xin mở một lối vào cho mảnh đất của mình. Nhưng tất cả đều không có kết quả. Phải đến gần đây, trong một lần Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh trực tiếp lắng nghe và giải quyết khiếu nại kiến nghị của công dân, nguyện vọng chính đáng của ông mới được giải quyết. Trong khi tôi phấn khởi làm thủ tục rồi để mở cửa, rồi bây giờ làm sổ hồng, tôi nghĩ rằng có thể đất nước mình có những người lãnh đạo đảng đã biết được cái tiếng nói của người dân và giải quyết rốt ráo cho phép. Tôi được xem đây là món quà của đảng dành riêng cho cá nhân mình. Bức tường này thì đã có cách đây hàng chục năm, nhưng cánh cửa này thì mới được mở ra. Và đây là kết quả từ một chủ trương mới của lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh nhằm khắc phục những hạn chế, khuyết điểm theo tinh thần nghị quyết Trung ương 4. Và cánh cửa này mở ra không những mở ra cuộc sống tốt, đẹp hơn cho người dân, mà còn là lối thoát cho rất nhiều bức xúc, ấm ức của người dân từ hàng chục năm qua. Lâu nay, trong giải quyết khiếu nại của người dân, nhiều cán bộ thường giữ quan điểm riêng và cứng nhắc trong việc vận dụng những quy định của pháp luật. Điều này khiến cho nhiều nguyện vọng chính đáng của người dân không được xem xét và xử lý kịp thời, gây bức xúc trong xã hội. Phân công lãnh đạo trực tiếp tham gia giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân là giải pháp mà Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh triển khai nhằm khắc phục hạn chế, khuyết điểm này. Phân công các đồng chí trong thường trực thành ủy, rồi thường trực ủy ban, thường trực hội đồng dân và ủy ban thường trực ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố, mỗi đồng chí thì theo cái chức năng nhiệm vụ của mình, chức trách nhiệm vụ của mình, để rồi đó là có cái sắp xếp là một tháng một lần đó là tiếp công dân. Ban thường vụ cũng chỉ đạo là các cái sở ngành, các cái quận huyện, lãnh đạo các cái quận huyện tập trung đó là đối thoại với nhân dân. Những cái vụ khiếu nại tồn động kéo dài của công dân có những vụ từ 25 năm hoặc 33 năm. Ý của lãnh đạo thành phố là để làm sao sau khi tiếp công dân xong rồi những cái vụ bức xúc kéo dài thì sẽ được giải quyết rốt ráo. Mặt khác, có những vụ việc công dân là chưa có thông suốt đối với những cái quyết định là đúng theo quy định của pháp luật nhưng mà không phù hợp với ý muốn của người dân. Nhưng mà qua cái giải thích cặn kẽ của lãnh đạo thành phố thì người dân nghe và cũng đồng thuận. Một buổi tiếp dân của người đứng đầu đảng bộ thành phố. Từ đây, nhiều bức xúc trong cuộc sống của người dân đã được gỡ bỏ sau hàng chục năm tồn tại. Và cũng từ những hành động thực tế này, đang có một sự tin tưởng và kỳ vọng nhiều hơn vào sự chuyển đổi tích cực trong quá trình nghị quyết Trung ương 4 của đảng đang đi vào cuộc sống.